Tiền tài, vật chất, quyền lực, danh vọng, tao nói rồi nó không quan trọng, mở mắt ngắm như bầu trời quang rộng. Tiền tài, vật chất, quyền lực, danh vọng, nó kỹ như được người ôm mộng, mày sẽ có được nó trong hành trình đơn độc. Biết quan trọng giờ giấc nè, mơ anh đã lớn hơn như thế nhiều, làm cho đến mở mắt ảo ánh mì ăn thay bữa cơm xế chiều. Đất Sài Gòn hoa lệ, nếu mà chân không vững thì mày vẫn té đều. Chúa đưa cho vài chiếc phiếu vị, bảo với mày là đừng có xé nhiều. Nét thêm tô đậm vết chân sau anh đi vẫn có vẻ bé mèo. Biết thế vô trận tất tay nhân hai như nhà cái anh đói keo. Tiền tài vật chất quyền lực ai cũng tham như thế nó mới đều. Chắc có lẽ do là người này khó hiểu nên anh không được chơi với mày trói hứa leo. Tiền tài vật chất quyền lực danh vọng, tao nói ra nó không quan trọng, chỉ muốn mở mắt ngắm như một trời quang rộng. Tiền tài, vật chất, quyền lực, danh vọng, nó kiếm như được người ôm mộng, mày sẽ có được nó trong hành trình đơn độc.